Thưa quý vị, Na Thái hay còn được biết đến với cái tên là Na Mãng Cầu Hoàng Hậu là một trái cây được xếp vào hàng đắt đỏ khi mà giá thành lên tới 100.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên, đây vẫn luôn là loại trái cây được săn đón nhờ hương vị thơm ngon, trọng lượng trái có thể đạt tới 1 kg mỗi trái. Na Mãng Cầu Hoàng Hậu được trồng chủ yếu ở miền Tây, còn tại phía Bắc do điều kiện khí hậu thổ nhưỡng mà rất ít địa phương trồng được loại quả đặc sản này. Thế nhưng từ năm 2018, Na Mãng Cầu Hoàng Hậu đã chính thức có chỉ dẫn địa lý tại xã Hát Lót, huyện Mai Sơn của tỉnh Sơn La. Na Mãng Cầu Hoàng Hậu Sơn La được lấy giống từ Đồng Nai, thế nhưng nhờ có phương pháp trồng đặc biệt mà loại trái cây này đã mang những hương vị đặc trưng và hương vị thơm ngon của núi rừng Sơn La. Cụ thể như thế nào? Mời quý vị cùng Siêu thị Nông nghiệp theo dõi ngay sau đây. Những trái na mãng cầu hoàng hậu hay còn gọi là na Thái có nguồn gốc từ Thái Lan. Thế nhưng vườn na đang đến kỳ bao trái này lại thuộc hợp tác xã Bảo Khánh, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Tới nay đã là 5 mùa na mãng cầu hoàng hậu đậu trái trên miền đất dốc Sơn La. Người đầu tiên trồng thành công loại cây này tại Sơn La chính là anh Bùi Văn Lộc. 20 cây na giống đầu tiên được anh Lộc mua về từ Đồng Nai, địa phương nổi tiếng với giống na mãng cầu hoàng hậu. Thật ra là tôi đã theo đuổi và làm na cũng khá là lâu, rất là tâm huyết với cây na. Thành ra là tất cả những cái cây na nào mà trên thông tin đại chúng mà có được đăng trên mạng xã hội mà tôi được xem cũng như là tôi nhìn thấy hình thức mẫu mã là chúng tôi chọn qua hình thức mẫu mã mà nó đẹp là chúng tôi phải đến tận vườn. Phải đến tận vườn xem trực tiếp người ta sản xuất, người ta thu hái cái quả. Và chúng tôi trực tiếp đánh giá cái chất lượng của sản phẩm. Sau khi thấy nó đạt thì chúng tôi mới quyết định là nhân giống trên mảnh đất Mai Sơn. 20 cây na giống đầu tiên được anh Lộc mua về từ Đồng Nai, địa phương nổi tiếng với giống na mãng cầu hoàng hậu. 20 cây giống đầu tiên trồng, chỉ 15 cây sinh trưởng phát triển tốt. Vụ đầu tiên cả vườn na, anh Lộc chỉ thu được 2 trái. Từ vụ thứ 2, anh Lộc thử nghiệm ghép mắt na mãng cầu hoàng hậu trên thân cây na dai bản địa nhằm tạo ra những lợi thế cho cây lai ghép. Sau khi mà 15 cây kia thì đến lúc mà sau khi mà nó có quả, chúng tôi đánh giá chất lượng là nó đạt chất lượng cũng như là nó kháng chịu sâu bệnh tốt thì chúng tôi mới quyết định là ghép thử nghiệm trên cây na dai. Tôi quyết định là dòng mới 1 ha và ghép toàn bộ luôn. Thì đúng là cũng chưa ai ghép na bao giờ, thế là tôi ghép là nó đã sống đạt trên 90%. Nhờ điều kiện thổ nhưỡng của vùng đất Sơn La và kỹ thuật ghép cải tạo mà cây na mãng cầu hoàng hậu đem lại những thành công không ngờ. Mỗi trái na hoàng hậu tại đây cho trọng lượng từ 0,6 tới 1,4 kg, với giá bán trên dưới 100.000 đồng 1 kg. Đặc biệt, trái có mẫu mã đẹp, vị ngọt thanh, đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường. Vào năm 2018, thì Sơn La đã tổ chức lễ công bố nhãn hiệu chứng nhận Na Thái Mai Sơn là đặc sản mũi nhọn của thị trường nông sản Sơn La. Hiện nay thì Na Thái Mai Sơn rất được săn đón và tỏ ra ưu thế ở thị trường miền Bắc bởi chi phí, thời gian vận chuyển thuận lợi hơn so với Na Thái Đồng Nai. Điều này khẳng định vị thế của loài quả này trên thị trường không hề thua kém Na Thái vốn đã chứ danh ở miền Tây. Hiện nay thì tỉnh Sơn La cũng đang đẩy mạnh mở rộng diện tích trồng loài cây này và hướng tới sản xuất theo tiêu chuẩn sạch, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng cũng như là đưa Na Mãng Cầu Hoàng Hậu xuất ngoại. Đây mình phải chọn cái mắt ghép ở cái cây na Thái cho làm sao cho tương ứng với cái mầm ghép trên cây để cho nó có độ bám sát cũng như nó ăn khớp với nhau, nó không được lệch nhau. Người ghép là phải có kỹ thuật ghép làm sao phải rất là khít. Đây anh bỏ tay ra xem. Đây rất là khít. Những kỹ thuật ghép mắt na Thái trên cây na dai bản địa đang được anh Bùi Văn Lộc hướng dẫn cho các thợ ghép trong vùng. Cái quan trọng nhất là từ chính những thợ ghép này, họ sẽ tỏa đi tất cả các vườn na, tiến hành ghép cải tạo cho những chủ vườn muốn chuyển đổi trồng na Thái. Tôi lập một đội ghép là khoảng tầm 5-7 người là chuyên đi ghép na Thái trên vào trong cây na ta ấy. Thì là về đây thì nói chung là cũng cách ghép cái ghép thì cũng có trong tay rồi. Thì là cách làm na làm liếc như này xuống đây là cũng học được thêm nhiều điều đấy. Cái thời điểm và cái cách ghép tốt nhất
ở miền Bắc thì thường là nó sẽ vào thời gian cây ngủ đông chuẩn bị thức dậy là thời gian đẹp nhất, tức là nó rơi vào tháng 12 và tháng 1. Sau 5 năm mang cây na Thái về địa phương, từ 1 hecta ban đầu, tới giờ xã Hát Lót đã xây dựng vùng trồng na Thái Mãng Cầu Hoàng Hậu rộng 60 hecta tại Hợp tác xã Nông nghiệp Bảo Khánh, với năng suất đạt từ 30 tới 40kg một cây na. Tới nay, toàn bộ diện tích na tại đây đã đạt được chứng nhận Việt Gáp. Nhờ đó, giá trị na Thái được nâng lên từ 2 đến 3 lần so với sản xuất truyền thống. Tất cả những cái cửa hàng hoa quả để được đạt được giá cao nhất thì bắt buộc phải có giấy chứng nhận, phải có nguồn hàng sạch thì mới đưa được vào đó. Và đưa vào đó được thì cái giá cả có thể nó vênh gấp đôi luôn. Thế nên là chúng tôi đã quyết tâm là sản xuất toàn bộ theo cái hướng về cái. Mô hình phát triển của Hợp tác xã Bảo Khánh thì nó là mô hình liên kết giữa các thành viên trong Hợp tác xã với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, từ đảm bảo cái khâu sản xuất cũng như là khâu tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, tất cả các sản phẩm na Thái của Hợp tác xã Bảo Khánh đều được dán tem truy xuất để cung cấp thông tin về nguồn gốc cũng như giúp người tiêu dùng phân biệt được sản phẩm của Hợp tác xã. Tháng 8 năm 2018, na Thái Mai Sơn đã được công bố chứng nhận nhãn hiệu và được xác định là một trong những loại cây chiến lược để phát triển kinh tế của huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Với chất lượng của mình thì na Thái đang trở thành cây trồng chủ lực làm giàu cực kỳ triển vọng của huyện Mai Sơn. Nếu như trước đây những cây na dai bản địa chỉ mang lại thu nhập từ 100 cho đến 200 triệu đồng cho một hộ dân, thì hiện nay mỗi hộ gia đình trồng na Mãng Cầu Hoàng Hậu có thu nhập bình quân mỗi năm lên tới 600 triệu đồng. Con số này có được không chỉ bởi giá chênh lệch giữa kinh phí sản xuất và giá cả thị trường, mà bởi những nông dân Sơn La đã tìm ra cách bắt những cây na cho giải vụ quanh năm, và đặc biệt là tính toán để cây ra trái đúng vào các dịp lễ Tết. Nhờ kỹ thuật này mà trái na không chỉ dễ tiêu thụ mà còn đạt giá cao hơn chính vụ nhiều lần, không lâm vào cảnh ế thừa. Vậy bí quyết này là gì? Hãy quay lại với vườn na Thái tại Hợp tác xã Bảo Khánh. Mầm mới cắt, hoa, quả non, quả xanh cho tới quả chín. Trên cùng một cây na Thái này có đầy đủ các giai đoạn phát triển của quả. Điều này đồng nghĩa với việc na sẽ cho thu hoạch rải rác trong cả năm. Để làm được điều này, cây na được cắt mầm luân phiên. Mỗi mầm được đánh số thứ tự để ghi chép lại thời gian cắt. Trên cơ sở đó, tính toán thời điểm na chín sao cho được giá nhất. Mục đích của cái đánh số trên cây na là chúng tôi có thể tính toán được những cái ngày. Thứ nhất là từ ngày chúng tôi cắt mầm đến ngày ra hoa nó là bao nhiêu ngày. Và từ ngày ra hoa đến ngày chúng tôi thu hoạch cuối cùng nó là bao nhiêu ngày. Để chúng tôi tính được cái thời gian. Thứ nhất là chúng tôi làm vào tuần rằm mùng 1, làm vào những ngày lễ hoặc là làm vào những ngày Tết thì để cái giá thành sản phẩm cũng như là cái sức tiêu thụ của thị trường nó được đẩy mạnh. Đây chính là bí quyết mà anh Nguyễn Văn Lộc đã tìm ra trong quá trình đưa cây na Thái về vùng đất Sơn La. Anh áp dụng kỹ thuật tỉa cành kết hợp với bón phân làm cho cây ra hoa nhiều đợt ở cành to thay vì tự ra ở ngọn như thông thường. Cùng với đó, anh tiến hành thụ phấn nhân tạo nên tỷ lệ đậu quả cao, tính được lượng quả phù hợp với cây. Kỹ thuật này giúp cây phân phối nguồn dinh dưỡng nuôi quả to hơn và ngon hơn. Nhờ vậy, mỗi cây na Thái tại vườn của anh có thể cho từ 30 tới 60kg quả một năm, với trọng lượng từ 0,6 tới 1,4kg cho một quả. Từ năm thứ 7, cây na Thái có thể cho năng suất đạt 20 tấn một hecta. Từ năm mà chúng tôi cho thu hoạch quả la Hoàng Hậu là năm 2017 nó bắt đầu cho bói, thì thực ra cái giá trị của cái la Hoàng Hậu nó tăng gấp đôi gấp ba lần so với cái na dai bình thường, cũng như về cái năng suất. Thế nên là trong 2 năm gần đây là năm 2018 2019 là đã vào thu vào chính vụ, cái năng suất rất là cao. Đời sống của bà con thì đã được thay đổi rõ rệt nhờ cái cây na Hoàng Hậu. Hộ nào trong hợp tác xã của tôi là thu nhập thấp nhất đang hiện tại đang là 600 triệu đồng trên một năm. Nhờ ra quả giải vụ nên na Mãng Cầu Hoàng Hậu cho thu trái quanh năm. Điều này không chỉ giúp người tiêu dùng có thể được thưởng thức loại quả bổ dưỡng này cả bốn mùa mà còn nâng cao giá trị cho người trồng. Trung bình mỗi kg na trái vụ
có giá bán cao gấp 1,5 đến 2 lần so với chính vụ. Vâng, nhìn hình ảnh những trái na khổng lồ với mẫu mã đẹp như thế này thì chắc hẳn là quý vị vẫn không khỏi trầm trồ bởi kỳ tích của kỹ thuật ghép cải tạo và thụ phấn nhân tạo cho na mã cầu hoàng hậu của người dân Sơn La, đúng không ạ? Với việc là được tỉnh Sơn La công nhận chỉ dẫn địa lý cho na Thái Mai Sơn, trong tương lai, Hợp tác xã Bảo Khánh sẽ còn sản xuất na theo tiêu chuẩn Global Gap, hữu cơ để rộng đường đưa trái na xuất khẩu, nâng cao hơn nữa giá trị của loại quả này. Và với những người tiêu dùng phía Bắc, quý vị đã có thêm địa chỉ uy tín để thưởng thức hương vị na Thái mã cầu hoàng hậu.